Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay đó là sáng ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ ở Việt Nam. Các bạn bước qua tuần mới rồi là ngày thứ hai. Thì uh, cuối tuần qua đó Thuận cũng đã tranh thủ nghỉ ngơi 2 ngày và thật ra thị trường cũng khá là im lặng các bạn. Chúng ta có thể nhìn thấy được là BTC đây thì hầu như không có thay đổi nhiều. Tuy đã xuống một chút so với lại cái mức giá chúng ta đã thấy tuần trước đó là khoảng 28 200 đô. Nhưng mà chúng ta thấy được bây giờ thì xuống một chút ở mức là 27.900 đô. Nhưng mà thật ra cũng cơ đó mà thôi các bạn chúng ta vẫn vẫn thấy BTC xoay quanh cái mức là khoảng 28.000 đô Vốn hóa trên thị trường đó thì cũng cỡ đó các bạn Chúng ta có thể nhìn thấy được là trong vòng 24 giờ qua Thì chúng ta cũng ở mức là khoảng 1.2 nghìn tỷ Và những đồng lớn đó thì cũng không có sự thay đổi nhiều trong vòng 24 giờ qua Chúng ta có những đồng như là Ethereum thì xuống 1.5% XIP cũng cỡ đó. Polygon cũng vậy các bạn. Nói chung đó thì trong cuối tuần này chúng ta không thấy nhiều cái sự sôi động nhưng mà tuần sau lại một tuần rất là sôi động các bạn, tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn. Nhưng mà trước hết thì hôm nay là Easter tại Hoa Kỳ thì Happy Easter. Nhưng mà nào một quan tâm. Còn về những cái sự kiện trong tuần sau đó thì lại là một tuần đầy sôi động nữa các bạn. Chúng ta trước hết có thể thấy được là ngày 12 tháng 4, 3 ngày nữa là một ngày mà chúng ta có rất nhiều những sự kiện lớn. Thứ nhất là công bố chỉ số lạm phát CPI thôi Chia sẻ thêm về cái xu hướng của CPI thì bây giờ ra sao? Cái đó là chúng ta sẽ có cái văn bản họp của Fed tháng rồi. Các bạn đã nhớ là sau khi họp đó thì ba tuần sau chúng ta mới biết cái văn bản họp chính thức và khi đó chúng ta mới thực sự biết được là trong cuộc họp đó nói những gì. Mọi người đó đang quan tâm đến là những quan chức của Fed có bày tỏ cái sự lo ngại về ngân hàng hay là không Tại vì dựa theo Fed ấy, thì nói là đây là một sự kiện bất ngờ Nhưng mà Chủ tịch John Powell nói là mọi thứ bây giờ đã ổn Nhưng mà có thật sự là mọi người nghĩ mọi thứ đã ổn hay không Thì chúng ta sẽ biết được thêm chi tiết trong văn bản họp đó Ethereum Shanghai Upgrade sẽ là ngày 12 tháng 4 các bạn Đây sẽ là cái cập nhật mà có nhiều cái đề xuất được kích hoạt Và phần lớn đó là những đề xuất cải tiến mạng lưới của Ether nhưng mà có một đề xuất mà nhiều bạn quan tâm đó chính là cho phép unstake Ethereum và sẽ unstake theo từng đợt các bạn. Và chúng ta sẽ thấy cập nhật đó vào ngày 12 tháng 4. Đây là một cập nhật mà nhiều bạn đã chờ đợi lâu rồi tại vì các bạn tham gia vào staking thì không rút ra được. Đây là cái cơ hội để có thể rút Ether ra khỏi Ethereum staking nhưng mà cũng là cơ hội để cho nhiều bạn mới tham gia vào staking Ethereum tại vì trước đây nhiều bạn không tham gia có thể là tại vì khi mà tham gia không rút ra được thì cảm thấy quá nguy hiểm khi mà Ether đã cho phép gọi vào rút khi mà tham gia vào staking nên thì có thể là khuyến khích nhiều người tham gia staking hơn cho nên nó cả hai chiều luôn các bạn không biết là có nhiều bạn suy nghĩ về cái xu hướng tiêu cực hơn là khi mà cho phép lấy ra thì sẽ có nhiều người lấy để mà bán dẫn đến giá cả đi xuống thì điều đó đương nhiên là có thể đấy các bạn nhưng mà các bạn nên nhớ là cái số lượng lấy ra đó là theo từng đợt chứ không phải là ngay ngày 12 tháng 4 cập nhật xong tất cả mọi người lấy ra được hết phải chờ một thời gian mới lấy được hết những cái số lượng ether đó và cùng lúc đó chúng ta cũng có thể có nhiều người tham gia vào staking hơn chúng ta sẽ biết sớm mà thôi chỉ còn 3 ngày nữa đây là một trong những cái đề tài mà đã được tranh luận khá là nhiều về ngắn hạn thì giá cả có thể di chuyển bất cứ xu hướng nào đương nhiên là không ai có thể đón biết được tương lai nhưng mà về dài hạn thì đây là một trong những cái bước tiến tới của ethereum cải tiến mạng lưới và bản thân thuận thì các bạn đã biết là đang tích lũy ethereum cho nên nếu như có cơ hội tích lũy mức thấp hơn thì đó cũng là điều tốt dài hạn thuận vẫn nghĩ đây là một chuyên cập nhật quan trọng và tốt đối với Ethereum còn về BNB chúng ta cũng có một cái cập nhật có tên là BNB Plank Hard Thì đây là một cái cập nhật cải tiến mạng lưới của BNB chủ yếu là để củng cố những cái câu nói của BNB Theo tôi hiểu là như vậy thì đây cũng là một cập nhật sẽ xảy ra vào ngày 12 tháng 4 Ngày 12 tháng 4 là một ngày mà cực kỳ sôi so động luôn Các bạn đã thấy những cái sự kiện liên quan tới ngày đó rồi Chúng ta có cái sự kiện liên quan đến chỉ số lạm phát PPI sẽ được công bố vào ngày 13 tháng 4 Các bạn đây là chỉ số lạm phát cho những nhà sản xuất hàng hóa xem coi là mặt hàng họ thu vào à, có tăng giá hay là không. Các tuần sau đó thì chúng ta có công bố GDP vào ngày 27 tháng 4 và ngày 3 tháng 5 chính là cái ngày mà Fed sẽ công bố lãi suất tới các bạn. Và khi mà chúng ta nhìn vào CPI đi, chúng ta bây giờ sẽ đi vào chi tiết một số những thông tin thì dựa vào những gì chúng ta biết hiện bây giờ đó thì khả năng là phần trăm CPI sẽ giảm hay là không giảm hay là thậm chí tăng ngược trở lại chúng ta sẽ thấy được là hiện bây giờ dựa trên um, market watch ấy, chúng ta vẫn chưa có ước tính cpi thật ra thường nên chúng ta sẽ có sớm hơn tới mấy ngày nhưng mà bây giờ đã là ngày 9 tháng 4 rồi chúng ta vẫn chưa có cái ước tính chúng ta đã biết là tháng vừa rồi đó thì chỉ số phần trăm lạm phát cpi ở mức là 6%, đó là cái tổng CPI còn core CPI không tính thực phẩm năng lượng đó thì ở mức là 5.5 thì đó cũng là một cái kết quả mà nhiều người đã mong đợi, coi như là kết quả rất là tốt cho thấy là phần trăm lạm phát vẫn đang được quản lý và từ 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 ngủ lại và chúng ta có thể nhìn vào một tài liệu tư nhân đó chính là tài liệu đến từ Truflation như bạn có biết đây là trang web chúng ta đã xem hơn cái năm nay rồi thì cái phần trăm các bạn thấy trên màn hình đó, là 4.31 đây không phải là cái phần trăm chính thức của bộ thông tin lao động nhưng mà cái phần trăm này nó cũng cho chúng ta ít nhiều gì cho thấy được là cái xu hướng của lạm phát ra sao thường nó khi mà chúng ta nhìn vào lịch sử một năm qua thì cái xu hướng phần trăm lạm phát rất rõ ràng là càng ngày cái tốc độ tăng trưởng của phần trăm lạm phát càng giảm xuống và đó cũng là điều mà phản ảnh khi chúng ta nhìn vào chỉ số cpi nhưng mà đợt này đó thì nó khác một chút các bạn tuy là chúng ta nhìn vào một tháng qua đi một tháng trước thì phần trăm lạm phát dựa theo truflation là 4.52 cho đến thời điểm bây giờ một tháng sau là khoảng 431 thì vẫn là cái xu hướng giảm các bạn nhưng mà nó đã không có còn rõ ràng như trước đây nữa nó hầu như là đi hàng ngang như các bạn nhìn thấy trên màn hình cho nên đợt này đã CPI cũng rất là khó đoán các bạn những tháng trước đó thì chúng ta thấy rất rõ ràng là phần trăm lạm phát đã giảm xuống nhưng mà đợt này thì hoàn toàn không có chắc chắn Thêm vào đó nữa, chúng ta hồi thứ sáu là nhận được một cái thông tin đó chính là liên quan đến phần trăm thất nghiệp tại Hoa Kỳ là 3.5% các bạn. Đây là con số thấp hơn cả ước tính là 3.6 và 3.5 này là phần trăm thất nghiệp rất là thấp luôn. Và đối với lại chỉ số thất nghiệp thấp như vậy thì tóm lại là gì? Những gì thường nhiều chia sẻ với các bạn đó thì chúng ta đã thấy được là khi mà refresh cái trang uh, CME ấy, chúng ta đã thấy được là phần lớn những hợp đồng bây giờ là nghiêng về là Fed sẽ tăng lãi suất là 0.25% các bạn thấy được là phần lớn 71.2% hợp đồng đương nhiên về là Fed sẽ tăng 0.25 lên tới mức là từ 5 tới 5.25% cho lãi suất của Fed chỉ có 28.8% nghĩ là Fed sẽ ngưng tăng mà thôi và những cái chỉ số này nó đã đảo ngược lại cách đi một tuần đó thì phần lớn mọi người nghĩ là Fed sẽ không tiếp tục tăng nữa nhưng mà bây giờ thì mọi người lại nghiêng về là Fed sẽ tăng 0.25 và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là sàn giao dịch CoinX đây là một cái sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập vào năm 2017 mà Thuận đã từng giới thiệu với các bạn trong những video trước và hôm nay đã có một số những cái sự kiện đến từ sàn Coex. Thứ nhất là giới thiệu sự kiện nâng cấp Ethereum hai Upgrade, tham gia thi đấu xếp hạng PNL Futures, chia sẻ 15.000 USDT. Chương trình sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 4, các bạn quan tâm thì có thể tham gia một chương trình nữa đó CoinX muốn giới thiệu với các bạn đó chính là chương trình trở thành đại sứ CoinX chia sẻ 5.000 đô tham gia nhóm Telegram đại sứ của CoinX tại link trong phần mô tả của video này và các bạn có thể điền form này thêm vào đó đó thì trong thời gian từ ngày 6 tháng 4 đến ngày 13 tháng 4 thì đăng ký giao dịch trên CoinX sẽ nhận ngay vé hoàn tiền phí giao dịch là 10 đồng USDT Ngoài ra các bạn cũng có thể theo dõi và tham gia kênh CoinX Việt Nam có thể nhận thêm phúc lợi dành riêng cho người dùng Việt Nam hàng tháng có thể chiếm hơn 5.000 CET mỗi một bạn nhưng mà nào quan tâm đó thì link sự kiện sẽ để phần dưới cái mô tả của video này và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay sàn CoinEx thuận đó thì đợt này không chắc chắn các bạn thường đó, thuận có cái suy nghĩ là phép tăng hay không tăng nhiều khi các bạn cũng đã biết thường chia sẻ rất là nhiều rồi nhưng mà đợt này thuận không có chắc chắn tại vì những cái tài liệu nó hầu như là nó đang ở một cái phần không có rõ ràng giống như là chỉ số của chuột flashing cũng không rõ ràng rồi các bạn và tình hình của ngân hàng thực sự ra sao thì chỉ có Fed, Bộ Tài chính, FDC mới biết mà thôi. Chúng ta chỉ biết những cái thông tin sơ bộ được công bố bởi những cái cơ quan đó hay là chúng ta biết những cái tin tức được chia sẻ từ những ngân hàng nhưng mà chúng ta không biết được thật hư như thế nào. Fed có thể tiếp tục tăng thêm lãi suất bao nhiêu lần nữa và lãi suất có thể giữ cao ở mức bao nhiêu đó là gì chúng ta không có biết. Và thậm chí cái đợt họp vừa rồi đó chúng ta còn đã biết cho John Powell trên trang bạn nói là bây giờ không biết gì hết cái sự kiện liên quan tới hàng đó đã thay đổi nhiều cái quyết định của Fed trước đó cho nên chúng ta phải từ từ chờ thêm có thông tin thì mới biết được tập Fed sẽ có chiến lược lãi suất như thế nào từ đến cuối năm. Nói tóm lại là nếu như mà chúng ta thấy cái phần trăm chỉ số làm phát CPI của tháng này chỉ cần là có xu hướng tiếp tục giảm không có xu hướng tăng ngược trở lại thì chúng ta vẫn có khả năng là Fed sẽ không tăng lãi suất vào ngày 3 tháng 5 từ đây đến đó chúng ta vẫn còn một khoảng thời gian khá là dài các bạn còn tới khoảng chừng 24 ngày nữa thì khi mà đến gần tôi sẽ chia sẻ thêm những thông tin với các bạn nhưng mà đây là cái ước tính hiện bây giờ của những nhà đầu tư nghĩa là Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất 0.25 và khi nào thì Fed giảm lãi suất thì dựa theo tài liệu đến từ CME đó chúng ta sẽ thấy được là Fed sẽ không giảm lãi suất cho đến tháng 7 của năm nay rồi thường cũng muốn chia sẻ một chút xíu thông tin về những cái tài liệu liên quan thất nghiệp của Hoa Kỳ Như bạn thì hỏi thường là những cái tài liệu này đó có đáng tin hay không Thật ra đáng tin hay không đó thì chúng ta cũng chỉ có tài liệu này mà thôi Chứ còn các bạn không tin Chúng ta cũng không có thêm bất cứ tài liệu nào khác đi mà đối chấp với tài liệu này hết Cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn đó Thì lý do tại sao mà phần trăm thất nghiệp có thể mức thấp Trong khi chúng ta vẫn nghe nói tới nhiều thất nghiệp Tại vì chúng ta trong một thời gian dài đã có cái số lượng việc làm ở Hoa Kỳ nhiều hơn là cái số người đi kiếm việc có nghĩa là chúng ta có nhiều công ty tuyển dụng hơn là cái số lượng người nhưng mà điều đó từ 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 đã trở thành cân bằng hơn. Các bạn có thể nhìn thấy được trên màn hình đây là cái số lượng việc làm mới được tạo ra từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 3 của năm 2023 này. Thì một điều các bạn đã thấy rõ ràng là cái xu hướng chung là cái xu hướng giảm xuống có nghĩa là tháng này qua tháng nọ đó thì cái số lượng việc làm được tạo ra từ từ thấp xuống, thấp xuống, thấp xuống. Khi nào chúng ta mới thấy phần trăm thất nghiệp tăng lên khi mà chúng ta thấy được là những việc làm còn lại ở trên thị trường đã được những người đi kiếm việc nhận rồi thì lúc đó chúng ta mới thấy con số này chuyển À, thành tăng trưởng lên và lúc đó có thể tăng trưởng rất là nhanh cho bạn cho nên chúng ta có thể thấy phần chia thất nghiệp hầu như không bị lung lay nhưng mà khi bị lung lay rồi thì sẽ lung lay rất là nhanh và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được một điều khác nữa đó chính là cái mức lương của nhân viên các bạn thì đây là đo lường so với là một năm trước giống như chúng ta có thể nhìn thấy được tài liệu giả sử như là tháng 3 của năm nay thì nghĩa là tháng 3 năm nay so với một năm trước thì lương của nhân viên nó tăng 4.2% một điều các bạn đã thấy rất rõ ràng là cái phần trăm tăng trưởng của lương nhân viên cũng đã giảm xuống theo thời gian rồi các bạn và đây cũng là một cái điều mà Fed muốn thấy tại vì Fed lo sợ nhất đó chính là cái chu kỳ phần trăm lạm phát tăng, lương tăng tại vì lạm phát tăng thì người ta phải tăng lương lên dẫn đến là người ta có thêm lương thì người ta lại chi tiêu nhiều hơn dẫn đến lạm phát lại tăng nữa đó là một cái dòng xoáy cực kỳ khó để mà phá vỡ cho nên Fed không muốn thấy cái phần trăm lương của người dân tăng lên như vậy. Đối với những cái dữ liệu hiện bây giờ thì Fed không cần phải quan tâm đến điều đó. Rồi, đây là những gì mà tôi muốn chia sẻ liên quan đến kinh tế vĩ mô, liên quan đến uh, những cái sự kiện lớn của tuần này các bạn cần phải quan tâm đến. À, có một cái bài mà được chia sẻ rất là nhiều trên uh, những mạng xã hội nhất là mạng xã hội của tuần Capital, à, đó chính là bài được chia sẻ từ vnexpress.net. Mất hơn 30.000 đô đầu tư và tham gia khóa học làm giàu giờ đen thuận phải đi phụ hồ bán cá viên chiên sống qua ngày. <laughs> như bạn hỏi thử là có phải là thuận hay không thì đương nhiên là không rồi các bạn tại vì các bạn đã biết là bản thân thường chỉ biết lái uber và làm mcdonald thôi thì đâu biết phụ hồ đâu <laughs> nó vậy các bạn mà thôi sự thật đó là hiện bây giờ ở trên mạng xã hội thì có khá là nhiều mạo danh thuận capital thậm chí thường hay comment để mà nói các bạn gửi tiền đến ở trên facebook twitter telegram vân vân các bạn đừng nên tin tất cả những cái đó đều không phải là sự thật bởi thường cũng đã cố gắng lóc hàng ngày và lóc những cái từ khóa để cho những cái comment đó không hiện lên nữa nhưng mà các bạn đã biết đó là được tạo ra bởi những con bot lóc hoài cũng lóc không hết các bạn thường sẽ cố gắng mà thôi nhưng mà thường đã từng chia sẻ cái thông tin này với các bạn cách đây khoảng chừng là 10 ngày cho những bạn mới thì để chia sẻ lại để mà nhắc nhở các bạn thứ nhất đó là thuần capital không bao giờ khuyến khích các bạn tham gia dự án sản phẩm nào thứ hai là thuần capital không bao giờ liên hệ với các bạn trước chỉ trả lời tin nhắn mà thôi Thứ ba là Thuận Capital không bao giờ nói bạn gửi tiền cho Thuận Rồi sau đó Thuận sẽ cho các bạn lại gấp đôi hay gấp ba hay gì hết à, Tại vì các bạn nên biết là bản thân Thuận cũng phải đi làm để kiếm tiền DCA Thì lấy tiền đâu để mà trả các bạn gấp đôi Thứ tư, tất cả các thông tin, tài liệu đều miễn phí, không có thu phí Thứ năm, không có hoạt động group trade hoặc là group membership nào Thứ sáu là không phải là trader chỉ ho đồ và trung bình giá Và thứ bảy, các thông tin tài trợ và quảng cáo trên kênh đều có gắn nhãn rõ ràng và không kêu gọi đầu tư tất cả đương nhiên chỉ vì mục đích thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư cho nên các bạn hãy cẩn thận và hôm nay là ngày chủ nhật thì cũng là ngày mà chúng ta sẽ cùng nhau để mà trung bình giá cái account demo trên congetgo các bạn có biết là lý do tại sao chúng ta lại có cái danh mục account demo này Thứ nhất đó là để chia sẻ với các bạn trung uh, bình giá theo cách của Thuận là như thế nào Đương nhiên có nhiều cách để các bạn trung bình giá, nhiều bạn thì trung bình giá cùng một cái số tiền uh, Cùng một thời điểm của mỗi tuần hay là mỗi tháng thì cũng được, nhiều bạn thì trung bình giá theo từng cái mức giá của BTC Thì cũng được luôn nhưng mà Thuận thì trung bình giá cách đơn giản nhất là trung bình giá cùng cái ngày đó cùng một số tiền uh, và khi mà chia sẻ chung mình giá đó thường đã chia sẻ về cái khái niệm khá là nhiều rồi nhưng mà tôi nghĩ là khái niệm là một phần nhưng mà chia sẻ một cái ví dụ cho các bạn thì các bạn sẽ dễ dàng hình dung hơn rất là nhiều và đây là một cái account demo chúng ta đã tạo ra để thường nhắc lại cho các bạn nhớ đó chính là tháng tư của năm ngoái lúc đó đó giá của BTC như các bạn nhìn thấy lần đầu tiên chúng ta chung mình giá là 46.600 đô và chúng ta có thể nhìn thấy được là Ethereum thì khi chúng ta bắt đầu trung bình giá vào tháng 4 của năm ngoái đó thì giá của Ethereum lúc đó là 3.514 đô thì mức giá bây giờ so với giá đó đó chúng ta đã biết là đã thấp hơn rất là nhiều nhưng mà các bạn vẫn thấy được là vì chúng ta trung bình giá một năm qua account này vẫn đang có lãi là 22.07% như các bạn nhìn thấy trên màn hình và hôm nay chúng ta cũng sẽ tiếp tục trung bình giá 100 đô Ether, 100 đô BTC. À, thật ra trung bình giá là một cái quãng đường đi rất là dài các bạn, chỉ mới một năm mà thôi. Thật ra trung bình giá chúng ta phải cần có nhiều năm để thấy được kết quả thật sự là ra sao. Các bạn cứ nghĩ đi, khi mà giá của BTC hay là Ether tiếp tục hồi phục và đạt đỉnh mới thì phần trăm này nó sẽ lên như thế nào. Đương nhiên trung bình giá đó thì không phải là các bạn cứ nhắm mắt trung bình giá. Trước hết thì các bạn cần phải chọn đúng tài sản nếu các bạn chọn sai tài sản thì các bạn có chiến lược gì thì cũng vô dụng mà thôi cho nên chọn đúng tài sản mới là quan trọng đương nhiên thứ nhì nữa là các bạn cần phải đảm bảo một cái nguồn tiền có thể dùng để mà chung mình giá dài hạn và như bạn đã biết là Thuận thì đi làm để có thu nhập để tiếp tục chung mình giá Và hôm nay thì Thuận sẽ cùng các bạn chung mình giá 100 đô BTC và 100 đô Ether Thì mức là 27.902 đó 100 đô chúng ta có thể mua được 0.0036 BTC thông giám submit và Ethereum thì cũng tương tự 100 đô và mức giá là 1839 thì chúng ta chỉ có thể mua được 0.054 Ethereum thuận sẽ bấm submit và đây chính là kết quả trung bình giá của tuần này 100 đô BTC và 100 đô Ethereum tuần sau chúng ta lại sẽ tiếp tục trở lại để mà trung bình giá